Xin chào các bạn, hôm nay bạn trẻ TV cùng các bạn tìm hiểu về chim đà điểu nhé. Một trong những loài chim to nhất còn sót lại tới ngày nay chính là đà điểu. Chúng sống tập trung tại châu Phi theo lối bầy đàn nhỏ. Tuy rằng chúng không bị săn bắn quá ráo riết nhưng do đà điểu vừa đẻ ít trứng, khoảng dưới 40 trứng một năm. Mà chim con lại khó nuôi nên số lượng đà điểu trong tự nhiên không nhiều. Tuy là chim nhưng đà điểu không bay. Có lẽ là do đà điểu không có xương chạc trên xương ức để neo các cơ cánh nên chúng không thể bay được mặc dù chúng có các cánh phù hợp cho việc bay lượn. Tới nay, người ta ghi nhận tại châu Phi vẫn còn những đàn đà điểu khá đông đúc. Đà điểu tại châu Lục này cũng được coi là lớn nhất so với những nơi khác. Một con đà điểu trưởng thành có thể cao tới 3 mét, cân nặng 140 kg. Với đôi chân mảnh, lên khênh và trọng lượng cơ thể không quá nặng. Tốc độ chạy của chúng rất lớn. Một con đà điểu bình thường hoàn toàn có thể phi nhanh hơn một con ngựa đua. Vì thế, ở một số nơi, người ta đã nuôi, huấn luyện chúng cho những cuộc đua. Nhiều nước ở châu Phi, Trung Đông còn tổ chức đua đà điểu hàng năm. Thu hút nhiều tay đua cũng như lượng người tham gia cổ vũ rất đông đảo. Tiếp sau đà điểu châu Phi là đà điểu châu Úc. Trưởng thành, chúng có chiều cao trung bình khoảng 2 mét và nặng trên dưới 60 kg. Chúng sống cả ở đồng bằng và miền rừng. Đà điểu châu Úc cũng có tốc độ chạy rất lớn. Do đó những loài thú ăn thịt thường không tìm cách tấn công chúng. Tại châu Úc, có một loài đà điểu khá đặc biệt, gọi là đà điểu đầu mào, sống trong những cánh rừng nhiệt đới rậm rạp. Đà điểu đầu mào vốn hiền lành, nhưng khi bị dồn vào thế bí thì đột nhiên trở nên rất hung dữ. Lúc đó, chúng quay lại tấn công đối phương bằng chiếc mỏ dài. Cứng như thép, cộng với sức mạnh quăng quật của đôi cánh. Đáng tiếc là ở một số nơi, người ta coi thịt đà điểu đầu mào non như một đặc sản. Nên số lượng loài này đang ngày một ít đi. Còn tại Nam Mỹ, đà điểu có cuộc sống tự nhiên tương đối dễ chịu. Đà điểu tại đây có kích thước trung bình. Thường sống trên những cánh đồng cỏ hoang. Khi trưởng thành, đà điểu Nam Mỹ cao chừng 1,5 mét nhưng chỉ nặng chừng 25 kg. Cũng do trọng lượng cơ thể nhẹ nên tốc độ chạy của chúng lớn hơn nhiều so với đà điểu châu Phi. Khi đạt tốc độ cực đại, có cảm giác như chân của chúng không chạm đất mà bay là trên ngọn cỏ. Người ta đã mất nhiều công để nghiên cứu cách chạy của đà điểu Nam Mỹ, nhằm áp dụng vào việc huấn luyện vận động viên điền kinh, nhưng tới nay tất cả những nghiên cứu đó đều chưa mang lại kết quả. Vào năm 2014, giới nghiên cứu chuyên ngành đưa ra một công bố. Theo đó, loài đà điểu tồn tại đến ngày hôm nay có nguồn gốc từ loài chim voi cổ đại. Cách đây trên 1 triệu năm, từ những hóa thạch của loài chim voi được tìm thấy, sau khi phân tích ADN, người ta cho rằng chúng khá giống nhau về cách cấu tạo xương. Nhất là xương phần ức, dẫn đến việc chúng không thể bay cho dù có đôi cánh khá rộng. Nhưng vì sao chim voi lại biến mất khỏi trái đất? Thì các giải thích đều không thỏa mãn. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng đà điểu là một loài riêng, không phải là hậu duệ còn sót lại của chim voi. Chỉ biết chắc chắn rằng, ngay từ thời Ai Cập cổ đại, người ta dùng hình lông đà điểu để thể hiện ý nghĩa chính nghĩa vì lông của chúng tương đối bằng nhau. Trở lại với châu Phi, đà điểu ở đây được biết đến với tư cách là loài chim lớn nhất. Cổ cao. Chân dài, chúng có thể chạy tới 65 km một giờ. Khả năng tồn tại của chúng rất cao, cho dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cả về thời tiết lẫn sự thiếu thốn thức ăn. Một con đà điểu châu Phi có thể nhịn ăn cả tháng ròng, và cũng không cần uống nước trong vòng 5 ngày. Bộ lông của đà điểu cấu tạo khá đặc biệt giúp chúng chống được ánh mặt trời thiêu đốt. Đồng thời giúp chúng ít tỏa nhiệt, chống mất nước. Khi trưởng thành, đà điểu trống thường có bộ lông màu đen với một vài điểm trắng ở cánh và đuôi. Chính cách bố trí màu lông như vậy làm cho đà điểu trống trở nên oai vệ, uy quyền nhưng cũng không kém phần lịch lãm. Con đà điểu mái thường có bộ lông màu xám nâu nhạt và cũng có một ít đốm lông trắng. Đáng chú ý, chân đà điểu châu Phi có 2 ngón với 1 ngón lớn hơn trông giống như móng ngựa. Trung bình khoảng 3 năm thì đà điểu trưởng thành. Với đà điểu con, trong năm đầu tiên, mỗi tháng chúng cao thêm tới 25 cm. Tuy nhiên, đây cũng là thời gian chúng bị săn bắt nhiều nhất. Tập quán sinh sản và nuôi con của đà điểu cũng khá thú vị. Khi mùa sinh sản tới, cổ và đùi của con trống chuyển sang màu hồng cam hoặc màu xanh. Tuy tranh giành con mái nhưng lúc bấy giờ những con trống vẫn sống trong đàn. Đà điểu trống rất khéo chăm con khi chúng dùng đôi cánh che chở những con non. Những ông bố đà điểu cũng khá mát tính vì chúng có thể trông giúp con của đối thủ. Hàng năm, vào mùa xuân, khoảng từ tháng 2 đến tháng 4, chính là mùa giao phối sinh sản của đà điểu trong tự nhiên. Lúc ấy, đà điểu trống thường phát ra những tiếng rít cùng với những âm thanh khác lạ để báo hiệu cho con mái đồng thời cũng là để đe dọa những con trống khác. Một con trống có thể chiếm 5 đến 7 con mái, nhưng thật kỳ lạ là nó chỉ chăm chút cho một con mái duy nhất mà nó cho là thích hợp nhất với mình.
còn con mái đẻ trứng vào những hố sâu từ 30cm đến 50cm, do chúng tự đào. Trứng đà điểu khá lớn, nặng từ 1 đến 1,2kg. Con mái ấp trứng vào ban ngày còn con trống thì vào ban đêm. Sau khoảng 40 ngày thì trứng nở thành con và lúc bấy giờ ông bố sẽ chào đón con chứ không phải là bà mẹ. Trong tự nhiên, đà điểu có tuổi thọ cao tương đương con người, chừng 70 năm. Đà điểu con mới nở đã mở mắt và trong vòng 1 đến 2 tiếng chúng đã có thể chạy nhảy. Khi ăn, đà điểu thường chúi đầu xuống do cổ chúng quá dài và chân chúng quá cao. Vì thế, nhìn từ xa như thể chúng đang rúc đầu xuống đất. Nên mới có truyền thuyết rằng chúng là giống chui đầu vào cát. Loài chim với nỗi hàm oan cả nghìn năm, bây giờ người ta đã giải thích được vì sao đà điểu lại chui đầu vào cát. Nhiều người cho rằng, mỗi khi gặp nguy hiểm hay sợ hãi trước kẻ thù, đà điểu thường rúc đầu kín xuống dưới lớp cát. Và chúng coi như vậy đủ để giấu toàn bộ thân hình khổng lồ khỏi kẻ địch hùng mạnh phía trước. Dần dần, đó trở thành một câu chuyện ngụ ngôn. Một bài học mà người ta hay sử dụng để chế giễu những kẻ hèn yếu, không dám đối đầu với hiện thực, thử thách hay khó khăn trước mắt mà chỉ tìm cách né tránh. Tuy nhiên, câu chuyện Tiếu Lâm về hành động kỳ lạ của đà điểu suốt gần 2.000 năm qua có lẽ không chính xác lắm. Các chuyên gia về động vật cho biết, niềm tin rằng đà điểu chôn đầu vào cát để tránh kẻ thù không hề đúng chút nào. Đầu tiên, nếu đà điểu chôn đầu vào cát, nó sẽ sớm chết vì ngạt thở. Tuy nhiên, với những gì chúng ta biết về đà điểu, thật dễ dàng để thấy huyền thoại này đã dần lớn lên như thế nào. Do không bay được nên hiển nhiên chúng cũng không thể làm tổ trên các cành cây cao, ngược lại đà điểu thường đào những lỗ cạn trong lòng đất để sử dụng làm tổ cho trứng. Trong quá trình ấp, giống như những loài chim khác, đà điểu cũng phải xoay trứng vài lần mỗi ngày để chúng có thể nhận đủ nhiệt, phục vụ cho quá trình nở sau này. Với đôi cánh để làm cảnh thì mỏ và đầu là thứ tốt nhất đà điểu có thể dùng để thực hiện điều đó. Vậy nên nếu nhìn từ xa, một con đà điểu đang lúi húi quanh lỗ ấp trứng trông sẽ giống hệt như nó đang chôn đầu vào cát vậy. Trên thực tế, chưa hề có bất kỳ ghi chép nào chính thức chứng minh được đà điểu sẽ vùi sâu đầu xuống cát mỗi khi gặp nguy hiểm cả. Nếu bạn nhìn thấy chúng đang đứng trên mặt đất từ xa, nó có thể giống như đầu của chúng bị chôn vùi trong lòng đất. Lý do là bởi tuy có thân hình to lớn nhưng đà điểu lại sở hữu chiếc đầu khá nhỏ. Thêm nữa, khi chúng ăn cây cối trên mặt đất thì có thể dễ dàng trông giống như đang chôn đầu trong cát. Đặc biệt là ở khoảng cách xa. Tương tự như vậy, đà điểu thường nằm trên mặt đất, nhấn mạnh là chỉ nằm sát đất, khi cảm thấy bị đe dọa. Điều đó càng làm cho câu chuyện gần 2.000 năm tuổi kia trở nên chân thật. Tiêu hóa cũng có thể là một trong những nguyên nhân lớn khiến loài đà điểu bị hiểu lầm. Nhiều người cho biết, bộ phận tiêu hóa của đà điểu muốn hoạt động tốt thì phải nuốt khá nhiều cát, sỏi nhỏ để nghiền nát thức ăn. Việc này hiển nhiên khiến chúng càng bị nghi ngờ hơn trong câu chuyện rúc đầu vào cát mỗi khi thấy kẻ thù kể trên. Thêm nữa, nếu chúng ta đặt vấn đề ngược lại thì câu chuyện còn dễ hiểu hơn. Truyền thuyết về loài đà điểu có từ những năm đầu công nguyên, tức là đã gần 2.000 năm. Nếu thực sự chúng rúc đầu xuống cát mỗi khi gặp kẻ thù thì liệu đà điểu có tồn tại được đến ngày nay hay không? Liệu những kẻ săn mồi khát máu như sư tử hay hổ báo có buông tha một con mồi đã đứng im chờ chết, từ đó mới thấy? Việc quan sát hành động, thói quen từ nhiều loài động vật của triết gia vĩ đại Pliny là rất đáng khâm phục, tuy nhiên không phải điều nào cũng chính xác. Nhất là vào thời đại mà các cuộc nghiên cứu thế giới xung quanh vẫn còn nhờ yếu hạn chế. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like và đăng ký để xem tập tiếp theo nhé.